Thùy Dương xin kính chào bà con nha. Như đã thông báo là Thùy Dương sẽ trở lại livestream và phát trực tiếp cùng với chú Quang Dương hay là chú Ngọc Hồi đó. Thì ngày hôm nay trong cái diễn đàn này của Thùy Dương thì Thùy Dương mời các bạn trẻ ở tại Việt Nam hoặc là các bạn ở khắp mọi nơi. Đây có chú Quang Dương lên rồi. Thì Dương hy vọng rằng là các bạn sẽ có những thắc mắc gì đó các bạn muốn hỏi chú thì các bạn cứ đặt những cái câu hỏi nha. Tại vì chú là chứng nhân lịch sử. Dạ, con chú Ngọc Hồi, con gọi là chú Ngọc Hồi đi cho dễ nhớ. Nhiều khi con kêu Quang Dương cái con kêu lộn. Dạ, con chào chú. Ok rồi, cảm ơn Thùy Dương đã cho cái link. Cũng kính chào quý ông bà anh chị em ở trên diễn đàn của Thùy Dương. Chào Thùy Dương. Phải nói là ở ngoài này cho điểm là A cộng cộng đó nha. Giỏi lắm. Cảm ơn chú. Chú Quang Dương, chú có thể chia sẻ đôi chút về chú được không? Chú sinh vào khoảng năm nào, ở đâu và chú đi lính khi nào được không chú? Ok, được, cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Thật ra đó thì gốc của tôi là ở Cần Thơ, sanh trưởng tại Cần Thơ, nằm ở trong cái làng Trường Long, quận Phong Điền. Cái từ ngoài Cần Thơ đi vô đó, đi qua cái răng rồi vô trong cái Phong Điền rồi vô cái làng Trường Long. Thì lúc đó đẻ ở trong đó thì cũng chỉ có lá chuối mà bọc thôi chứ không có tả. Không. Rồi khi mà lớn lên thì ở ngoài ngay ở ngoài tỉnh Cần Thơ đó đi học ở Phan Thanh Giản. Đến khi năm 1968 lúc mà cuộc chiến của Việt Nam nó khá là mạnh đó, thì lúc đó là cái năm 68 là mậu thân đó. Lúc đó mình nhìn thấy được cái đất nước của mình đó, bị cộng sản nó phải nói là nó tấn công quá mạnh đi. Và cái tuổi thì lúc đó là cũng sắp sửa nghĩa là phải đi vô quân đội để mà làm những công việc cho đất nước với cái tư cách của mình là một công dân của một đất nước. Thì đến năm 69 là bắt đầu để mà tình nguyện vô trong quân đội. Từ đó cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì phụ với anh em để mà lái tàu để mà đưa một số đồng bào đi sang tới Phi rồi qua bên này. Thì trong cái thời gian đó thì còn rất trẻ mà nghe là rời khỏi nước thì gia đình cũng không có đi theo, đi chỉ có một mình thôi. Tất cả mọi người đều ở lại Việt Nam hết. Rồi phải nói là lợi thế ở đây là lỡ mình phải lập gia đình. Đến năm 1983 đó, lúc đó là cái phong trào mà nó là để mà nó là quay trở lại đất nước đó, để mà nó làm hy vọng rằng mình có một cái phương pháp để mà nó lại giải thích cho những người dân ở trong nước của mình hiểu được như thế nào là cộng sản. Rồi để mà nghĩa là hướng dẫn những người Việt của mình làm sao tìm những cái phương pháp đấu tranh ở trong cái khó khăn của đất nước mà trong khi đó mình không có vũ trang gì cả và nghĩa là mình phải đối đầu lại với cái đảng cộng sản ra làm sao. Thành ra tôi cũng học hỏi từ ở những cái anh em ở trong cái cơ sở. Rồi nhưng mà nghĩa là phải nói là chùn bước đi vì có cái trách nhiệm với gia đình, có con có cái. À, nay lúc đó kể như là cái phải nói là cái tinh thần mà nó không còn giống như ngày xưa nữa, không dám là bỏ cái trách nhiệm của mình đối với gia đình. À, nay cũng cứ rụt rè không có làm thẳng tay được. À, nhưng mà có một số anh em họ phải nói là mạnh dạn hơn, họ sẵn sàng để lại thì con cái của họ, vợ con của họ ở lại rồi họ bằng lòng chết vì nghĩa là đất nước.
là họ bỏ lại vợ con của họ ở bên này. Thì mình thấy là mình phải nói là đối với các anh em đó mình cũng còn hèn quá. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhé. Dạ, con có nghe cái chi tiết là chú nói năm 1968 đó là chú gần tròn 18 tuổi, thì lúc đó chú thấy quốc gia của mình bị Việt Cộng phá hoại. Thì lúc đó là quốc gia của chú là quốc gia tên gì vậy chú? À, cái thời gian đó đó thì đó là cái miền Nam đó, từ vĩ tuyến 17 đó trở xuống tới Cà Mau đó thì nó là Việt Nam Cộng Hòa, với cái lãnh đạo và điều hành quốc gia đó là cái thời gian đầu tiên đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm, với cái yêu cầu của ông vua Bảo Đại, mà nghĩa là để nghĩa là phải nói gần như là ổng van xin thì đúng hơn, van xin nghĩa là tổng thống để mà về để mà nghĩa là cứu nước. Ổng cũng phải bỏ cái thân của ổng, ổng không có sống riêng tư, thay vì ổng ổng tình nguyện ổng đi tu, mà ổng không phải bỏ đi tu thì thôi, thì thay vì đi tu gặp Chúa thôi, giờ để lo cho con dân của Chúa thì cũng tốt thôi, thì ổng bỏ ổng đi về. Nó là như vậy. Dạ, có nghĩa là khi mà chú chia sẻ như vậy là chính quyền của cố tổng thống Ngô Đình Diệm không phải là chính quyền do Mỹ dựng lên. Oh no. Cái chuyện đó đó, cái chuyện mà nghe là chính quyền mà theo như cái lời của tụi Việt Cộng nó nói đó, thì nó chỉ tuyên truyền cho những người dân ở ngoài Bắc. Bởi vì trong cái thời gian đó đó, ở ngoài Bắc đó, cái phần mà thông tin đó, họ không có được, nó là nó phổ biến lắm. Chính vì chỗ đó mà nghe là họ cứ tuyên truyền nói là ở trong này nó bị áp bức, rồi nghĩa là lo chính quyền của Ngô Đình Diệm là do Mỹ Ngụy nó dựng lên, rồi nó tấn công vào ông tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng bởi vì nó thấy thật ra đó, ông Hồ Chí Minh ổng biết được là tổng thống Ngô Đình Diệm hơn ổng rất xa, bởi vì với cái kiến thức của tổng thống Ngô Đình Diệm đối so với, nếu mà mình so sánh giữa ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đó, thì ông Hồ Chí Minh chỉ là một cái tên du thủ du thực thôi, còn ông Ngô Đình Diệm là một cái người là có học thức kiến thức cao, và cái tâm hồn của ông là quốc gia nhiều hơn. Quay ngược trở lại chút xíu đó, là trong cái giai đoạn mà là thời kỳ mà chống Pháp đó, thì lúc đó toàn dân, gần như là toàn dân, những người từ trí thức cho tới là những thanh niên mà là không có đi học đó, họ cũng có cái tinh thần yêu nước, họ mới gia nhập vào ở trong cái thời đó họ gọi là Việt Minh đó. Nhưng mà chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, thì những người trí thức, những người mà đã sinh hoạt ở trong cái giai đoạn đó đó, họ mới khám phá ra ở trong cái tổ chức này á, là nó có lẫn lộn với cái chủ thuyết cộng sản, mà người cộng sản thì nghĩa là nó không có được nó là yêu nước gì cả, mà nó chỉ là nghĩa là nó hoành hành. Chính vì chỗ đó một thiểu số còn ở lại đó, họ là người cộng sản thật sự, còn những người yêu nước thật sự đó thì họ đã rời bỏ cái chiến khu đó, họ trở lại thành mà họ làm việc rồi. Đó là lý do tại sao mà nó có cái giai đoạn mà người ta gọi là Việt Minh cái thời đó. Ok, rõ ràng chưa? Ừ. Không nghe gì cả. Các bạn có những cái thắc mắc hoặc là các bạn có muốn lên đó, các bạn trẻ nhấn vào đường link lên nha. Dạ, thì chú có thể cho con biết là cái giai đoạn từ năm 1954 đó đến năm 1959 thì chuyện gì đã xảy ra đối với người dân miền Nam mà để dẫn đến cố tổng thống Ngô Đình Diệm phải ra cái vụ 10 năm 59. Và cái vụ này đã Việt Cộng nó đã đẩy mạnh trong vấn đề truyền thông, nó nói rằng là cái vụ này là cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm ra cái máy chém và lê la khắp miền Nam. No. Thật ra cái máy chém nó thì nó thuộc về cái thời đó là thời của tụi Pháp thuộc, chứ ông Ngô Đình Diệm ông đâu có lập ra cái máy chém nó làm cái gì, nhưng mà nó chỉ là cái tài sản nó còn sót lại thôi. Cái mà cái là 10 năm 59 đó là tại vì khi mà là khẳng định được là cái đảng cộng sản làm cái đảng côn đồ, thành ra là được coi là cái lệnh đó đó được coi là nó là cái thành phần mà côn đồ bất hợp pháp, nghĩa là ngoài vòng pháp luật.
Rồi còn cái mà nó tấn công vào vào tổng thống Ngô Đình Diệm, như là nó là Thùy Dương cũng hiểu đó, bởi vì cái chính sách của ông Diệm và ông Nhu đó thì nó là phải nói là ổng cái phương pháp như là áp chiến lược đó. Bởi vì khi mà cái thằng cộng sản đó nó lợi dụng cái những cái dân làng của mình, người dân quê, rồi họ khủng bố. Quý vị nên nhớ rằng ở cái trong cái giai đoạn đó, người dân đó, thì người dân, nhất là dân miền Nam của mình, họ rất là hiền lành, họ sống rất là chân chất. Mà khi mà mình nhìn thấy một cái hình ảnh mà nó là bị hành hình, chặt đầu, xỏ sâu vô rồi thả trôi sông, người dân rất là sợ, người tiểu dân rất là sợ. Thành ra nó đến đó để mà nó áp lực, bắt buộc phải làm theo lệnh của nó và phải chia những cái gạo thóc cho nó. Chính vì chỗ đó đó, ông tổng thống Ngô Đình Diệm ổng với ông Nhu đó mới thành lập ra cái ấp chiến lược. Cái ấp chiến lược đó là cái gì? Cái ban ngày đó thì để cho người dân ra ngoài đồng để làm ruộng, nhưng mà khi tối về đó thì tất cả mọi người phải về ở trong cái ấp đó, được bảo vệ bởi những người lính. Mà cái lúc đó, cái quân đội của mình cũng không có nhiều nữa, thành ra là chỉ bằng cách đó để làm những cái giao thông hào, làm những cái khó khăn cản trở, họ không có đến để mà nghĩa là làm áp lực với người dân, cho nên họ không có thu hoạch được. Chính vì chỗ đó đó họ bị thất thu, nghĩa là bằng mọi giá làm sao để mà hạ cho bằng được tổng thống Ngô Đình Diệm. Và khi mà nghĩa là cái thời gian đó đó là cái thế giới này nó chia hai cực, một là tự do, thứ hai là cộng sản. Mà nghĩa là người Hoa Kỳ đó họ có cái trách nhiệm là bảo vệ cái vùng đất tự do, cho nên họ muốn là in vô trong cái đất nước của mình. Bởi vì nó nhìn nhìn thấy là cái chia đôi như vậy, mà cái đám đám mà cộng sản đó, thì thời đó là thời Nga với tàu tàu cộng đó, họ rất là mạnh, họ chiếm gần như một nửa thế giới rồi. Thành ra là người Hoa Kỳ đó họ muốn dùng cái địa thế của Việt Nam mình để làm một cái ngăn chặn cái bước tiến của cộng sản. Thành ra là họ muốn in vô. Rồi thì ông Diệm á, ông mới nói á, là nghĩa là đất nước này đó thì cần cái sự giúp đỡ của người tự do, nhất là Hoa Kỳ. Các anh có thể nghĩa là gửi giúp chúng tôi bằng vũ khí thì chúng tôi chấp nhận. Nhưng mà người Hoa Kỳ họ không muốn, họ muốn in vô thẳng vô cả cái quân đội của họ. Thành ra cái ông tổng thống Ngô Đình Diệm nói nếu mà nó là đem cái người lính của Hoa Kỳ bước vào đó thì rơi vào cái bẫy của Đảng Cộng sản, nó tuyên truyền là nó làm đã chống Pháp rồi, bây giờ rước Mỹ về thì nó là thêm một lần bị nó là nô lệ đó. Đại khái nó là như vậy. Thành ra ông Diệm ổng không có muốn. Mà thằng Mỹ á, thì nó là cái sức mạnh của nó có cái power. Thành ra là bằng mọi giá nó phải loại đi cái ông Diệm đi. Nhưng mà đó là cái tình trạng mà tại sao là ông tổng thống Ngô Đình Diệm phải phải bị thảm sát. Ok. Con được biết á, là nó nói không, nó nói rằng là nó đã có công đánh cho Mỹ cút Ngụy Nhào. Vậy thì chú cho con biết rằng là tại vì sao có cái hiệp định Paris này, và tại vì sao phải ký hiệp định Paris này thì Mỹ mới rời đi đó. Và tới năm 75 thì lúc từ khoảng năm 73 đến 75 thì lính Mỹ không còn nữa. Vậy trong giai đoạn này thì Việt Cộng đánh ai? Ok, cái phần mà của ký cái hiệp định Paris đó, tại vì cái người Hoa Kỳ đó, nhất là ông Kissinger đó, ông đã đi đêm với tàu. Tại vì khi mà nghĩa là cái người Hoa Kỳ họ nhìn thấy cái hai cái thế lực của giữa Nga Xô với tàu cộng đó nó hợp tác với nhau, thành ra cái sức lực của cái người Hoa Kỳ đó họ nghĩa là đối đầu hai cái lực lượng đó thì có vẻ mệt mỏi, cho nên là
cái chủ trương của Hoa Kỳ đó, họ muốn tách rời hai cái thế lực này ra. Họ mới dụ cái thằng thằng Ba Tàu đó, là nói là bây giờ nếu mà là anh hợp tác anh làm thì tôi chia cái phần này cho anh, rồi cái là anh đừng có làm việc bên kia. Nhưng mà cái người Mỹ họ không hiểu người dân của Trung Cộng, mà họ cũng không có hiểu về cái dân Á Châu lắm. Họ chỉ có cái đánh trên cái mặt trận mà là quân sự thì họ, nhưng mà là cái điêu hoa của cái dân Á Châu đó, người Hoa Kỳ họ không hiểu, họ không hiểu. Cho nên họ họ tin rằng là nếu mà thằng Cộng sản Tàu mà cái đời sống của người dân Tàu mà nó khá hơn á, thì có thể là nó xoay chuyển lại, nó suy nghĩ lại, nó có thể không đi theo cộng sản nữa. Đó là cái sai lầm, cái hiểu lầm của đánh giá sai của cái người cái chính phủ Hoa Kỳ trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chứ mình nhìn thấy được đó, thằng Tàu nó giàu có hơn, nó cái chế độ nó đâu có thay đổi đâu. Hay là đây là một cái thất bại rất lớn cho cái người Hoa Kỳ, mà nghĩa là một cái ảnh hưởng mà cái thiệt thòi á, là người Việt Nam mình. Đây là cái bài học rất rất lớn mà tôi cũng đã từng chia sẻ đó, là chúng ta không thể dựa vào cái người bạn, bởi vì cái người bạn đó họ có thể vì cái quyền lợi riêng tư của họ, ai cũng vậy, thành ra họ có thể nghĩa là quên đi, họ không có phụ giúp mình nữa. Mình phải đứng lên bằng đôi chân của mình, đứng bằng đôi chân của mình. Đó là cái lời nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa. Ông đã nói một khi mà cái đất nước mình mà mất, rơi vào tay cộng sản thì chúng ta mất nước luôn. Lời nói đó ngày hôm nay thể hiện là rất rõ ràng, nghĩa là chúng ta đã nhìn thấy con dân chúng ta đang đau khổ. Bạn Dạ. Hoàng Lê hỏi chú, bạn Hoàng Lê hỏi chú là ổng ổng buông Việt Nam Cộng Hòa ra để giúp cho Tàu hả chú? Lúc nãy chú chia sẻ đó, hồi nãy chú chia sẻ về cái chuyện mà ông Kissinger đó đã đi xem đó, thì bạn hỏi là có phải là ổng buông Việt Nam Cộng Hòa ra để giúp cho Tàu hay không? Thì không phải là để con nghĩ là ý của chú là ông đó ông đi qua bên bên Tàu để đi đêm để tách cái chủ nghĩa cộng sản ra, tách giữa Nga với Tàu, tách ra để cho nó bớt mạnh, để mà quýnh cho nên năm 90 là khối Đông Âu nó mới sụp đổ. Đúng. Đúng. Thế là khi nó là khi bà nó là khi mà tách rời ra đó, thì cái thế giới tự do đó họ mới đầu tư vô trong đất nước của Tàu, họ làm ăn rồi. Nghĩa là đó là cái cơ xưởng, mà đó là cái lý do tại sao mà nghĩa là cái thằng Tàu ở bên bên Tàu đó, nó là cái cơ xưởng để mà nghĩa là biến chế ra tất cả những cái gì mà design của tụi Âu Châu hay là ở Mỹ á, đem về bên đó để làm cho nó làm những cái factory, những cái chỗ mà để mà sản xuất. Chính vì chỗ đó mà nghĩa là nó mạnh lên, nhưng mà nghĩa là nó chỉ là nhân công thôi. Thì ngày hôm nay cái người Việt mình cũng vậy, cũng là chỉ như là nhân công thôi. Nó chơi cái đó cũng độc lắm, nghĩa là nó chỉ đưa cho làm thôi, nhưng mà khi mà nó rút ra thì mình chẳng có hiểu biết gì cả. Những cái khó khăn mà sau ngày ký cái hiệp định Paris đó chú, và lính Mỹ rút quân đi hết rồi đó, thì và lúc này viện trợ cũng ít, thì bản thân của chú lúc đó chú vẫn còn đi lính, thì những cái rắc rối, những cái trở ngại, những cái lo sợ nào mà chú phải đối mặt? Thật ra đó thì cái khó khăn á là mình lúc đó đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó muốn lập ra những cơ xưởng để mà nó là chế luôn cả là đạn dược đó, người Hoa Kỳ cũng không muốn luôn. Bởi vì nghĩa là nếu nếu mà để đó nó kéo dài ra thì nghĩa là nó nhúng chân vô. Mà cái thằng Hoa Kỳ á, nếu nó rút quân ra, nó rút quân ra trong cái danh dự của nó thì nó không bồi thường chiến tranh. Nếu mà nó còn ở lại đó thì cái cuộc chiến đó nó phải bồi thường chiến tranh. Đó là lý do tại sao mà nghĩa là sau khi Mỹ nó rút rồi đó, đánh tới năm 1975 đó, thì lúc đó đó Mỹ không còn. Thành ra cái lý do của nó là nó rút quân rồi, nó đâu đâu có thua cái trận đó đâu để mà nó bồi thường nhờ chiến tranh. Thành ra thằng thằng Hà Nội nó không có đòi hỏi để mà bồi thường chiến tranh được, nó là như vậy. Là tụi nó tính toán hết chứ không phải là không. Là ngày hôm nay nghĩa là đòi hỏi bất cứ một cái việc gì, nghĩa là thằng này nó thằng Mỹ nó đâu có chịu đó.
Như là ở bên Nhật Bản á, thì nghĩa là thằng Mỹ nó cũng bồi thường chiến tranh để mà nó lên nó làm lại để cho đất nước Nhật nghĩa là được coi là nghĩa là hoàn chỉnh hơn, phát triển hơn, thấy rõ ràng chưa? Đó là cái lợi thế của người Hoa Kỳ. Thì con thấy ở đây có một cái bạn Nguyễn Bình mà nói là rút quân ra khỏi Việt Nam thì lúc này Nga mới bán xăng dầu cho Mỹ, đúng không chú? À, thực ra Nga nó không phải bán xăng dầu gì, cái xăng dầu của Nga thì thật ra tài nguyên của Nga nó có khá nhiều, nhưng mà là Nga nó đâu có người người Hoa Kỳ đâu có mua bán gì với tụi Nga đâu, trong cái thời gian đó là cái thời gian chiến tranh lạnh mà. Vậy thì trong cái giai đoạn mà năm 73 đó thì đối với một cái người lính đó, thì bắt đầu là họ bắt đầu cỡ như chú đó, con thấy là rút viện trợ bây giờ súng thì nó cũng thiếu đạn luôn, cái lượng đạn sử dụng hàng ngày với lại xăng dầu mà xe tăng phải xài đó thì gần như là phải giảm lại, thì đối với chú lúc đó và những người bạn, những người gọi là giống như là gì, các bạn của chú đó thì lúc này phải đối mặt với những gì, và tiền bạc cũng khó nữa và lương bổng cũng cũng ít nữa, thì lúc này nó cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào chú, con hình dung ra nổi. Thật ra đó thì khi mà cái viện trợ cho quân đội đó, lúc đó đó cái người Hoa Kỳ đó họ hứa là nó là một đổi một. Thí dụ như là cây súng bị hư thì anh giao cái súng hư đó lại cho tôi giao lại cái súng mới cho anh. Rồi nó là nhưng mà nó là chỉ có hứa vậy thôi. Nhưng mà là không 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 có. Rồi đạn á, thì thay vì ngày xưa đó thì là mình pháo binh á, mỗi lần đụng trận á thì mình có thể là pháo binh nó có thể là tiếp tiếp cho anh em, mà mỗi một khẩu như vậy là tôi ví dụ thôi nha, làm một khẩu có thể bắn được 10 viên, nhưng mà trong cái giai đoạn đó đạn không còn, hành đang yểm trợ chỉ có được 1 viên 2 viên thôi, rồi bắn thì đánh nhau đó thì cũng phải là phải từng viên đạn một mình bóp cò phải cho nó chính xác, chứ không 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 có dùng mà nghĩa là thoải mái như ngày xưa nữa. Hay là nghĩa là đánh cũng phải phải nói là nó rất là cẩn thận để mà giữ lại những cái vũ khí đó cho mình, để mà là mình để mình đánh, chứ còn không phải là mình đánh thoải mái như như thời mà Mỹ nó còn ở ở trên đất nước Việt Nam. Trong cùng thời điểm như vậy thì phía bên quân Bắc Việt thì như thế nào? Trong cái thời gian đó đó thì ngược lại đó, cả một cái khối cộng sản từ ở bên Đông Âu, Nga, Tàu nó là viện trợ, phải nói là nó khủng khiếp luôn, khủng khiếp luôn. Nhưng mà cái tinh thần của cái người lính để mà bảo vệ cái miền Nam Việt Nam nó lại khác. Nó lại đánh, phải nói là nếu mà tính ra là năm 1972, trong cái mùa hè đỏ lửa, trên cái đại lộ Kinh Hoàng đó, những cái đơn vị mà tham chiến lúc đó đó, phải nói là nếu mà làm được cái cuốn phim đó thì nghĩa là không thua, không thua nghĩa là Hollywood đâu. Nghĩa là những anh em có thể nghĩa là nằm ở dưới bụng của xe tăng, leo lên dỡ nắp xe tăng, quăng lựu đạn vô trong đó. Đó là những cái người mà tham chiến họ trở về mà họ họ nói đó. Và cũng như lúc đó trong cái giai đoạn đó, với cái tinh thần có trong cái mùa hè đỏ lửa đó, lúc đó đó lính muốn tiến ra ngoài vĩ tuyến 10-17 nhưng Mỹ không chấp nhận. Và cái hiệp định đó người chỉ huy của mình, chính phủ của mình cũng không chấp nhận, bởi vì khi mà làm như vậy đó, tức là mình vi phạm cái hiệp định, cho nên là không được làm, mình chỉ có bảo vệ. Chính vì chỗ đó là một người mà đi lên võ đài mà chỉ thủ không mà không có tấn công thì là bắt buộc mình phải thua thôi, trong khi đó mình viện viện trợ cũng không có, mà nghe là cái thua đó là mình thua ở trên bàn hội nghị. Là tại vì khi mà rút quân á, Mỹ nó rút quân mà ngược lại đó, thằng cộng sản Bắc Việt lại ùa ùa quân, đẩy quân vô trong miền Nam nhiều hơn, vũ khí nhiều hơn. Thành ra là một mà nó là đánh 10 mà nó là quân đội của miền Nam Việt Nam họ không ngại ngùng cái chuyện đó, họ vẫn đánh tiếp tục, bằng chứng rất rõ là
cỡ như là Bình Long, Anh Dũng, họ nghĩa là phải nghĩa là chiến đấu, mà nói là không không có một cái quân nhân nào mà nó giống như là quân nhân của miền Nam Việt Nam. Cái đó là cả thế giới họ nhìn thấy được đó. Con thấy Windy có hỏi là tại sao lúc đó mình có 16 tấn vàng mà mình không, lúc đó mình không lấy ra mình xài chúng, mà để tụi nó sau này nó vô nó tiếp quản nó lấy 16 tấn vàng đó của mình, tại sao không lấy mình mua vũ khí? Ok, bây giờ đây cái chỗ này đó thì tôi nghĩ là nó không có có chính xác lắm, nhưng mà tôi được biết đó là 16 tấn vàng đó ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có cái ý định là thế 16 tấn vàng đó bên Trung Đông để mà tìm cái nguồn vũ khí từ ở bên Trung Đông, nhưng mà thằng Mỹ nó không chấp nhận. Đó là lý do tại sao mà tôi thường chia sẻ, tôi thường kêu gọi là chúng ta hãy đứng lên bằng đôi chân của chúng ta. Bởi vì nếu mà nghĩa là mình dựa vô hay là ở bất cứ một cái thế lực nào thì mình bị thiệt thòi nhiều lắm. Thành ra cái sức mạnh của mình từ ở trong lòng dân thì lúc đó đó mới chiến thắng được. Còn nếu mà mình dựa vào bất cứ một cái thế lực nào đó, thì cái chuyện đó nó rất là mong manh. Ok. Những cái kiểu mà chú, những cái dạng, những cái kiểu mà chú phải đối mặt với Việt Cộng á, thì những kiểu nào chú có thể kể được không? Nó ở trong dân, nó núp trong dân, hay là nó làm cái gì? Chú có thể kể một vài, con nghĩ nhiều lắm, chú có thể kể là khi mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải đối mặt với Việt Cộng với những cái kiểu hình hình dáng gì? Thật ra đó thì cái là trên cái cuộc chiến này đó thì người lính của mình á, thì ở ngoài ngoài sáng, còn thằng cộng sản á, thì nó trà trộn vô ở trong dân, nó mặc quần áo của người nông dân, nó núp ở trong dân rồi nó xúi những người nghĩa là dân, mấy em bé. Thành ra là khi mà mình đánh nhau đó bên cái tụi mà là báo chí của ngoại quốc đó, họ nhìn vô họ nhìn thấy toàn là dân không. Thành ra đây là cái thất bại của mình, mà nghĩa là họ cái người đám cộng sản nó lợi dụng được cái đó đó, nó núp ở trong chùa, nó núp ở trong dân, nó bắn ra, hay là nó ở trong những cái trường học nó bắn ra. Thành ra mình không cách gì để mà mình đánh hết. Nếu mình đánh vô trong đó đó thì cái tổn thương trong đó có dân ở trong đó, thành ra rất là khó khăn. Rồi cộng thêm á, là những người mà ở trong nông thôn đó, rồi họ bị áp lực, rồi họ phải giấu đút, rồi họ giấu mỗi lần khi mà hành quân hoặc là gì vô tìm thấy đó, tìm cũng không được nữa. Cái mấy bà cụ nói đâu có ai đâu, rồi thì thôi lục soát sơ sơ rồi thôi, đến khi mà nó nằm ở dưới cái bếp của bà đó mà mình cũng đâu có làm gì được đó. Đó là cái khổ của mình. Thành ra cái chiến tranh mà du kích chiến của tụi nó đó, thằng Mỹ nó không có biết được. Nghĩa là nếu mà là trên trên cái quy ước á, thì anh mặc bộ đồ trận, tôi mặc bộ đồ trận ra ngoài mặt trận đánh với nhau thì ok, nhưng mà núp ở trong cái lòng dân. Thành ra đó là lý do tại sao mà khi mà ở cái mùa hè đỏ lửa đó, người dân nó bắn xả vô trong dân, người dân nó chạy về ở bên 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 quốc gia, rồi lúc đó mình không đánh lại được. Tại vì mình đánh lại thì lúc đó phải nói là nó ùa dân ra để mà nó làm cái máng đỡ cho nó. Thành ra mình không 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 cách gì đánh lại. Đó là lý do tại sao mà cái chiến chiến dịch của ông tổng thống Ngô Đình Diệm đó là tách rời người dân ra khỏi cái đám của tụi cộng sản, nó là như vậy. Thành ra khi mà cái đó đó tụi nó lúc đó tụi nó phải nói là nó rất là khổ sở chứ không phải là không đâu, mà khi mà nó lùa được dân, nó sống ở trong lòng dân là không cách gì hết đó. Nó đi vô ngay sáng một tối khuya tối, một em nó đi mang cái thùng cà rem đấy đi, nó bỏ trái lựu đạn vô ông đó, nó xách nó đi, mình đâu có ai biết đâu, nhưng mà nó là cái thằng giáo lý, nó là thằng gì không chẳng hạn, như thằng bảy lớp nó mặc bộ đồ nó rất là bình thường,
như giống như là một chú xích lô, nhưng mà bên trong đó là một cây AK hay là một quả lựu đạn, nó chỉ cần tung một cái trái lựu đạn thôi thì bao nhiêu người chết. Mà nó không phải là nó tung vô ở trong những cái cơ quan hay là những cái bộ đầu não của quân nhân, mà nó thảy vô ở trong cái đám của người dân, thành ra nó làm cho khủng bố tinh thần của người dân rất là sợ. Lúc này là gọi là giống như Mỹ họ không có tìm được một cái giải pháp gì để mà chỉ có một con thấy, nếu mà theo như chú chia sẻ là con thấy chỉ có anh em của cố tổng thống Ngô Đình Diệm mới có thể mà ngăn tách dân với Việt Cộng một cách hiệu quả thôi, chứ còn ngoài ra sau đó nữa rồi là không có cách nào hiệu quả luôn. Thùy Dương có biết rằng khi mà ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Nhu ổng chết á, ở ngoài Hà Nội nó ăn mừng không? Chúng ta đã chiến thắng rồi. Ngay cái ngày 11 đây tháng 11 năm 63, khi mà được tin Tổng thống Ngô Đình Diệm mất thì tụi nó ngoài đó nó chúng ta là thắng. Thắng Chúng là ta có sẽ nghĩa thắng. là có nghĩa là nó vô dân được rồi đó, nó nhập vô dân được rồi đó. Nó là không có ai mà nghe là có thể lãnh đạo như Tổng thống Ngô Đình Diệm, như là cái đường hướng mà nghe là chỉ huy của ông Ngô Đình Nhu hả? Thành ra nghe là nó ngoài đó nó nói chúng ta là thắng, tụi nó ăn mừng đó. Cho chú có thể cho con biết lý do vì sao mà ông Dương Văn Minh phải bắt buộc phải phá hủy cái hàng rào chiến lược này không? À, thật ra đó thì cái cho đến ngày hôm nay đó mình cũng không biết được là cái chuyện của ông Minh, tại vì ông Minh á, ông cũng có người em ở tập kết ở ngoài Bắc. Thành ra là cho đến ngày hôm nay đó mình cũng không thấy được là không hiểu tại sao mà lại có cái chuyện đó. Thành ra nhìn thấy cái phương pháp đó rất là hay, hữu hiệu, nhưng mà là ông làm những điều đó cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày hôm nay mình cũng không biết được. Nhưng mà cái quyết định sau cùng mà của năm 1975 á, nó có đúng mà cũng có sai. Mà nếu mà đánh nhau thì còn còn súng đạn để đánh không, thời gian là bao lâu rồi, khi mà cái sự tàn ác của Đảng Cộng sản nó tấn công, nó pháo kích vô, nó giết đồng bào thì nó như thế nào. Thành ra cái chuyện đó cho đến ngày hôm nay nghĩa là cá nhân của chú thực chú cũng cũng không biết là nghĩa là cái chuyện đó nó đúng sai ở chỗ nào nữa, chứ mình suy nghĩ mãi không biết. Nhưng mà nghĩa là với cái tình nhân bản, cái lòng nhân bản, với cái tinh thần của người quốc gia, chẳng hạn như là ông tướng Nguyễn Khoa Nam đó, rất nhiều người khuyên ổng nên giật cây cầu, nổ tung cây cầu để mà chặn đi cái bước tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Khoa Nam không chấp nhận, tại Tại vì sao đó vậy? là phá phá hủy cái tài nguyên quốc gia thì sau này nó như thế nào, rồi nếu mà đánh tiếp thì nghĩa là người dân sẽ ra sao. Lúc đó phải nói là họ nghĩa là bứt tai, nghĩa là bứt óc, nó là khổ sở vô cùng, chấp nhận cái nói ok thôi thì nghĩa là mình tự sát, chứ còn không thể nào mà để mà nghĩa là cho người dân, để mà bây giờ tụi nó pháo kích vô nghĩa là bừa bãi, lúc đó càng nghĩa là chết chóc, mà nghĩa là cái khả năng mình kéo dài được bao lâu, trong khi đó nghĩa là mình rõ ràng là mình không còn vũ khí nhiều để mà mình có thể kềm cự được lâu nữa. Đó là quyết định của những người đó. Mình nhìn thấy những cái hy sinh của họ. Không biết là những lời chia sẻ đó có giúp được cái phần nào hay không, hay là có cái Dạ chuyện chỗ nào sai không? à, có dạ có à, bữa hôm qua chú có nói cho con nghe là mà cái tụi Việt Cộng á, nó bắt dân ra để mà đắp mô, Đúng. chú có kể cho con nghe khúc đó chú nhớ không? Bây giờ Đúng, có thể đúng. chú nói lại dùng cho con là người dân lúc đó họ sống một cổ hai trồng sống như thế nào, chú có Đúng, thể. đúng, đúng, đúng. Thì đó là cái quay quay ngược lại cái chuyện mà cái quay ngược lại cái chuyện mà cái hữu hiệu của áp chiến lược đó. Khi mà kéo kéo người dân vô ở trong cái áp chiến lược rồi đó, thì thằng Cộng sản nó đâu có làm áp lực được người dân, đâu đâu có bắt người dân để mà tối thì đắp mô hay là đặt mìn. Rồi nghĩa là sáng hôm sau thì nghĩa là lính mình đi đi hành quân,
rồi nghĩa là để mà mở đường cho nghĩa là những chiếc xe đò để mà chở dân đi mà làm ăn đó, thì lúc đó bị cản trở. Thì những người mà ở ở ngay chỗ cái khu làng đó đó thì người lính họ mới nói ok, nhờ những người dân để phụ để mà nghĩa là phá đi những cái mô đó, thì cũng là công sức của những người người ở trong quê đó, ở trong trong cái vùng đó, chính họ là người những người mà tối đêm vừa rồi đó, là họ là những người nghĩa là đào đất để đắp lên những cái mô đó, thì ngày hôm sau cũng chính họ là những người phá những cái mô đó, phá những cái mô đó. Đó, đó, đó là cái đời sống của người dân rất là khổ, mà nghĩa là cho đến ngày hôm nay người dân không không hiểu được, không thấy được. Tại vì nghĩa là đó là lý do tại sao mà Đảng Cộng sản nó muốn xóa đi tất cả những hình ảnh cũ của miền Nam Việt Nam. Đó là mục đích của họ. Nó xóa đi tất cả, nó xóa sạch luôn. Ngay cả những cái ngôn ngữ của miền Nam Việt Nam sử dụng nó cũng muốn xóa luôn. Tại vì nó làm đây một cái bằng mới tinh luôn, để cho đừng có ai nhớ tới những cái gốc tích đó, khi mà chúng ta còn có cái thời gian, có những cái điểm để mà chúng ta moi lại những gốc tích đó thì mình thấy ra họ là những bọn cướp, đúng không? Con thấy có bạn Huyết Thống Nguyện hỏi chú nè. Cho em hỏi chú có biết người dân được quốc gia thuê đào kênh thủy lợi, đến tối họ bị Việt Cộng tử hình mười mấy người. Chú có nghe cái này không? Cái chuyện đó, đó thì thật ra đó có nha, không phải là chuyện đào, bất cứ một người nào mà nghe là làm việc cho ở bên ngoài, thí dụ như buổi sáng nếu mà nghe là nói là anh làm ơn anh phụ tôi để mà nghe là phá đi cái mộ này, thì cái đó là cái lý do tại làm sao mà cái thằng tối nó về nó bắt mày hồi sáng mày mày phá cái mô đúng không, nó đem ra nó đập đầu, nó xỏ sâu vô từ ở dưới cái hậu môn lên tới để nó thả trôi sông. Nó những cái hình ảnh đó làm cho người dân sợ, họ hoảng sợ, họ không biết phải làm sao, họ phải, bây giờ phải làm cái gì, họ phải bỏ những cái vùng đó họ đi đi nơi khác rồi họ tìm, hay là họ phải phải nói là họ rất là run sợ, bởi vì nghĩa là đằng nào cũng cũng chết hết người dân, nghĩa là phải nói là cái khổ là cho người dân. Ban ngày á thì nghĩa là quốc gia nói anh làm ơn anh phá giùm cái môi phụ tôi, thì ban đêm cái thằng kia nó nói mày nghĩa là phụ tay với thằng Ngụy phải không, mày mày phá cái môi này phải không, rồi đem đi đập đầu. Nó làm những cái đó đó để khủng bố người dân, để cho người dân không dám làm, tại vì ai cũng sợ chết cả, ai cũng sợ chết hết. Người dân đâu 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 có thấy cái cảnh mà phải nói là tàn bạo như vậy. Đó cũng như ở ngoài miền Bắc, khi mà nghe là cái chuyện mà nghe là làm để mà gì cải cách ruộng đất thì nó chôn sống người ta, nó chừa cái đầu lên thôi, rồi nó đem máy cày nó ra nó cắt cái đầu, mà nghĩa là nó kêu người dân ra coi những cái hình ảnh đó. Thì thử hỏi những cái em bé những cỡ 10 tuổi mười mấy tuổi mà nhìn thấy mà đó họ sợ không? Rất sợ. Thành ra khi mà nó nói cái gì là phải nghe cái đó, nó nói cái gì là phải nghe cái đó, cộng thêm nó giao cho những cái việc làm cho những người thiếu hiểu biết, những người ngu dốt, mày có cái quyền như thế này, mày có quyền sanh sát cái chỗ này, thành ra là nếu mà mày muốn làm được tốt thì mày ngồi đây, chính vì chỗ đó là những người mà nghĩa là cộng sản mà họ ngu dốt ra ngồi ở trên tòa để mà xử người này xử người kia, họ không biết gì cả mà họ phải làm mạnh để cho có tạo được một cái niềm tin để được được ngồi lâu để họ sống còn. Đó là cái Con phương pháp. thấy tiếc một chỗ là ngày xưa mình có quyền ở trong tay mà cái khâu truyền thông của mình nó yếu quá chú ơi. Nó thật sự là con thấy con cho nên khi mà con coi sử con hiểu là cái khâu truyền thông nó yếu, tại vì chính bản thân con ở trong nước cái sự thật nó rành rành như vậy, nhưng mà tụi con trong nước tụi con không hiểu gì hết trơn á, và thậm chí chính những người mà họ muốn phổ biến thông tin họ cũng phổ biến mà tụi con cũng không hiểu họ đang nói cái gì luôn. Đó là cái lý do mà tại sao mà cái thằng cộng sản, thằng Việt Cộng
nó bắt những người mà nó là phải nói là tử hình, nghĩa là phải nói là nó dập những người mà nghĩa là nếu mà anh học chiến tranh chính trị thì anh là cái thành phần thứ dữ. Nhưng mà thật ra chiến tranh chính trị của miền Nam Việt Nam nó không có giống như là cái đám mà nó là tuyên truyền chính quỹ của tụi cộng sản. Ê, tụi cộng sản nói là nó đi tuyên truyền nói dốc nói láo nói dựa lên những cái chuyện đó, nhưng mà nó là ở ngoài này cái chiến tranh chính trị của mình nó không có đi đến mức như là nó nghĩ. Nhưng mà tại vì nó đã làm những cái chuyện đó thành nó thấy nó nói cái đây rất là nguy hiểm, do dính gì chỗ đó mà nó gặp những người nào mấy thành phần mà bên chiến tranh chính trị là nó nhốt rất là kỹ luôn, nó hành hạ rất là kỹ luôn. Tại vì nó sợ là những cái người này sẽ nói cho dân hiểu. Yes, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa tụi Việt Cộng nó dùng loa, dùng báo chí, dùng tuyên truyền đồ này kia nọ, con thấy mình đây trong khi mình đang đấu tranh chống độc tài mà mình trong đây mình quá là tự do kiểu Mỹ thì sao làm chú? Cái nền mà ăn học của người dân miền Nam nó dạy con người nghĩa là nhân bản. Thằng cộng sản nó không có cái chữ đó. Mình cố tâm làm sao để mà dạy con người để trở thành một người tốt, nhưng mà nghĩa là cái chuyện đó đó nó đáng lẽ ra đó nó phải đi song song. Mình phải nói là cái thằng cộng sản nó tốt hay là nó xấu, đúng không? Mình phải dập tắt những cái điểm xấu của đảng cộng sản đằng này không, nghĩa là mình cứ chú tâm vô làm sao mà con trở thành người tốt, con trở thành người tốt Đúng rồi, đúng rồi. đó. Thằng Người dân họ không hiểu bản chất của Việt Cộng. Đến bây giờ người ta cũng không đó, hiểu luôn. đúng, đến ngày hôm nay người dân cũng không hiểu được cộng sản, mặc dù nghe ông Mốt đã dân của bên là tướng Do Thái đó, ông nói nó phải sống với cộng sản để hiểu được cộng sản như thế nào, mà cho đến ngày hôm nay 50 năm rồi vẫn còn có một thiểu số để gia nhập vào đảng cộng sản, thấy rõ ràng. Cái tụi cộng sản mà mình hiểu á, là nó nhiều cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được luôn, mà dân mình chưa có hiểu được. Và thậm chí có những người bạn trẻ họ muốn dấn thân vào con đường này nhưng mà mình thấy họ hiểu, nhưng mà thực sự là họ chưa có hiểu được cái mức độ tàn bạo của nó. Thì cho đến ngày hôm nay ngay giờ phút này đang nói chuyện trên diễn đàn của Thùy Dương đó, vẫn còn có người Việt Nam tiếp tục đi rời khỏi đất nước Việt Nam, nhưng mà nghĩa là họ chỉ nghĩ là họ rời khỏi Việt Nam để mà tránh cái nạn cộng sản, nhưng mà họ không nghĩ tới bây giờ mình tránh được cho bản thân mình sống cho cá nhân mình thôi, mình không có nghĩ tới vấn đề quốc gia. Nếu mà thật sự một con người Việt Nam mà yêu đất nước yêu tổ quốc đó, chỉ cần một việc làm nhỏ thôi, tôi đơn cử nha, thí dụ như là mình đi ra ngoài đường mình nhìn thấy cái cọng rác mình cúi xuống mình lượm mình bỏ vô thùng rác, thì cái người bên cạnh họ nhìn thấy nó, ồ người đó là người Việt Nam đúng không, thì nó tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam, tôi làm những công việc đó đó là cái bảo vệ của cái để yêu tổ quốc yêu yêu dân tộc đó. Một việc làm rất nhỏ, một việc làm rất nhỏ thôi. Con thấy anh Hải Dương Jesse ảnh vô anh bình luận nè. Hello anh Hải Dương. Anh Hải Dương là người mà hôm bữa lên diễn đàn với chú á, anh nói là không phải là truyền thông nó bị thiếu, thể chế dân chủ, thông tin độc lập nên chánh quyền quốc gia không thể mị dân. Tin tức bên kia chiến tuyến thì bị bưng bít, chúng ta không có thông tin làm chứng ở bên kia, cho nên mình không có bằng chứng để mà mình nói là bên kia nó độc tài, ý là như vậy đó, phải không chú? Thật ra đó lúc đó lúc cái thời gian đó đó có một cái thời gian cũng nó không có lâu lắm, nhưng mà cũng mình có một cái phong trào để đưa những cái radio ra ngoài đó, có đài phát thanh phát ra ngoài ngoài Bắc, nhưng mà nó bị hạn chế. Mà bị hạn chế như vậy chính vì chỗ đó mà miền Nam mình nó mới supply cho những cái radio đi ra ra ngoài đó luôn, có, nhưng mà là cái đó nó không đủ, nó không đủ, nó không đủ. Nhưng mà nghĩa là mình phải huấn luyện được á, là nghĩa là mình làm sao mà training cho những người dân ở trong nước của mình ở miền Nam Việt Nam đã hiểu về cộng sản. Nếu mà hiểu về cộng sản thì họ không á, là bao che cho cộng sản. Mình sẽ chỉ đường ra, thằng này nó đang núp ở chỗ này, thằng kia nó đang núp ở chỗ kia, còn thằng này á, nó sống còn được là nhờ những người dân họ không hiểu, rồi cái họ bị nghĩa là tụi nó hù dọa làm áp lực nữa, rồi họ cái sợ hãi đó cho nên họ bắt buộc phải bao che cho cái đám cộng sản.
Đó. Yeah. Cái khủng bố đó, đó phải nói rất là hữu hiệu luôn, khủng bố rất là hữu hiệu, tại vì nó làm cho người ta sợ, người ta sợ, người ta không dám làm cái gì đi đi ngược lại, đi ngược lại. Yeah. Những cái Thì việc ngày gì hôm mà nay đó, đi ngày 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 hôm nay đó, bây giờ đó, làm sao đó mình làm sao đó mình giải thích cho người dân bớt đi cái sợ hãi đó. Bây giờ làm sao mình cái là mình ngồi cá nhân của từng cá nhân chúng ta đó, làm sao cái là mỗi người có một cái góc suy nghĩ, rồi cái mình đưa lên, mình nghĩa là góp ý đưa lên, chứ không phải là mình dạy ai cả, mình góp ý, mình đưa lên cái ý kiến đó để coi cái người nghe họ nghe được, họ hiểu được, để mà nghĩa là họ nghĩa là có thể họ sử dụng ở trong cái trường hợp nào đó. Đó là cái chuyện ngày hôm nay của chúng ta đó, làm sao để mà giảm bớt đi cái sợ hãi. Bây giờ ví dụ như bây giờ nếu người ta sợ quá, bây giờ đâu dám ra biểu tình, chẳng hạn như bữa hôm vừa rồi nghĩa là chú có đề nghị là chẳng hạn như tôi đơn cử như là cái chuyện mà nghĩa là mình gửi một signal cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nó nói ok nghĩa là tôi phản đối nghĩa là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tăng thuế, bây giờ tăng thuế nhiều quá chúng tôi không có tiền, tôi sống nữa, bây giờ tôi cúp điện đó, bây giờ tôi không 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 sử dụng điện nữa, tôi sống trong âm thầm của bữa hôm nay, rồi nghĩa là tất cả mọi người đều tắt điện hết đó, đã đơn cử nó nghĩa là một vài như vậy. Thành ra tùy theo cái từng cái trường hợp, tùy theo cái chuyện mà mình có thể mình phản đối, mà nghĩa là họ không thể nào làm áp lực để mà đè nặng trên vai của chúng ta. Ok, nó có nhiều cái lắm chứ không phải là nó là mình khi mình thấy cái chuyện vậy đó, mình nghĩ ra coi coi cái đường hướng nào là tốt nhất để mà bảo vệ, làm sao mà là mình đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đối đầu với cái đám Việt Cộng, mà mình bảo vệ được cái mạng sống của mình, bảo vệ được cái lực lượng của mình, đó là mới là hay đó. Cố gắng nó là như vậy thôi. Dạ. Yeah. Những cái việc gì mà Việt Cộng nó đã làm để dẫn tới việc chú phải rời bỏ Việt Nam chú đi? Thực ra đó thì trong lúc mà năm 75 đó, cái ngày 30 tháng 4 năm 75 á, lúc đó tàu của chú đang ở ngoài cái cửa Vũng Tàu, đang yểm trợ để đánh vô ở trong Long Sơn, thì cái ở trên tàu đó mọi người đã vẽ ra cái con đường để mà rút về Phú Quốc, để mà may ra còn có thể là chiến đấu tiếp tục. Nhưng mà nó là sau cùng đó, thì cái lệnh buông súng đầu hàng của ông Minh đó, ông Tổng thống Dương Văn Minh đó, thì lúc đó đó kể như là thôi xong rồi, bây giờ buông súng xuống rồi thì bây giờ còn làm cái gì, bây giờ cái phương tiện sau cùng của mình là có ở trên tàu, đây là cái phương tiện duy nhất mà có thể giúp được những người dân để rời khỏi đất nước, để chạy cái nạn cộng sản. Thì lúc đó đó là tướng Hoàng Cơ Minh mới lên trên cái máy đó, mới ra lệnh là tất cả các chiến hạm ở ngoài khơi phải về một cái điểm tập trung, thế giới cái điểm hẹn. Thì lúc đó, đó tụi này mới kéo về ở Côn Sơn, rồi chở dân, rồi những người nào mà muốn trở về đất liền vì còn có gia đình mà nghe là không biết là gia đình họ như thế nào, thì cho họ cái phương tiện để quay trở lại đất liền, còn những người nào mà nghe là ra đi rồi để mà tiếp tục để mà cứu những người dân của mình để đưa rời khỏi đất nước thì ở lại. Lúc đó là trên đường đi, đó là lý do tại sao mà cái ngày từ ngày 1 tây tháng 5 cho đến ngày 7 tây tháng 5 mà nó là cái nguyên cả cái hạm đội của chú phải rời khỏi Việt Nam đi qua bên Philippines, đó là như vậy. Cái là cái chuyện đó bắt buộc phải đi thôi, nghĩa là mình còn không không còn con đường nào nữa hết. Hôm nay Nếu cái mà này khi mà ra đi rồi đó, lúc đó đó ra đi để mà nghĩa là cho người dân, để mà nghĩa là khoảng mấy trăm ngàn người đó
lúc đó đó cái phải nói là cái tâm trong cái lòng của những người quân nhân lúc đó đó, họ cứ cứ khoác khoải họ làm, mặc dù sáng đi làm tối thì ngủ, nhưng mà ngay đầu óc thì nó vẫn nghĩ về Việt Nam. Đó là lý do tại sao năm 1983 rồi ở trong đất nước họ có một số anh em còn ở lại, họ vô trong rừng, rồi bây giờ ở ngoài này mới nhìn thấy được nó bây giờ vậy thôi. Thì ở ngoài này nghĩa là tuồn về ở trong nước thêm để mà hiệp lực với anh em, để mà đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đó là lý do tại sao thêm một lần nữa là một số anh em chết khi mà trở về từ ở bên Tây, đám của nó là Lê Quốc Túy này nọ đó, cũng đã là những người sinh viên du học trước trước năm 1975 luôn. Nghĩa là ở bên Nhật cũng vậy, hay là đó là những thanh niên yêu nước đó. Họ quay trở về, họ đâu có sợ ở đâu, họ không có sợ chết, họ bằng lòng để quay trở về để mà làm sao để là bằng mọi giá. Mà lúc đó đó là không còn có cái phương tiện gì hết, nghĩa là lúc đó mới ngồi lại nói ô bây giờ, nghĩa là bây giờ mình về để mình giải thích cho những người dân ở trong nước bây giờ, nghĩa là người dân mình đang 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 nghĩa là khổ sở như vậy. Thì bây giờ nếu mà cái tụi tụi mà nghĩa là Việt Cộng đó, nó áp bức quá, nó bắt tăng gia sản xuất sản xuất á, thì nghĩa là mình khuyên là nghĩa là bây giờ đừng nên tăng gia sản xuất nữa, tại vì nghĩa là tăng gia sản xuất thì nó lấy cái lợi nhuận đó để mà nó bồi đắp cho cái đám cơ chế cầm quyền của nó, thì mình làm vừa đủ ăn thôi. Đó nghĩa là mình bất hợp tác, mình bất hợp tác, nghĩa là bất cứ cái gì mà nhìn thấy mà nghĩa là có lợi cho cái đảng cầm quyền thì chúng ta đừng làm, mình làm vừa đủ ăn thôi, mình làm cái gì nó vừa đủ cái sống của mình thôi, thì làm cho cái kinh tế nó kiệt quệ đi. Cái đó là cái phương pháp nó na ná giống như là nghĩa là áp chiến lược đó, tức là nghĩa là làm sao để nó cho nền kinh tế của nó bị kiệt quệ. Thì khi mà kiệt quệ rồi á, lúc đó nó không có tiền để mà nó nuôi quân, nó không có nuôi cái đám mà nghĩa là công an để mà nó hành tội người dân, đúng không? Nhưng mà nếu mà chú mà theo trong trường hợp của chú mà chú không đi á, tại vì Việt Cộng nó nói chưa thua đã chạy tù quần đó, lưu vong rồi này kia nọ, nếu mà chú không đi đó thì bản thân chú ở lại Việt Nam nó sẽ làm gì chú? Ồ, thì đó là những cái mà nghe là cái chuyện mà tù cải tạo đó, Những cái đó gì là nó là chú có thể nói, tại các bạn muốn nghe đó chú. Con thì con hiểu rồi, nhưng mà mình nói kể ra để cho các bạn họ ok. nghe. Thì khi mà nghe là khi mà không 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 đi đó, thì nghe là tụi nó sẽ nghe là đưa vô trong cái trại tập trung để mà nó giết chết, giết lần giết mòn đó, nó giết rồi giết lần giết mòn những người, ngay cả những vị tu sĩ như là cha cha Lễ cũng 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 bị bắt, nó là dù dập đánh là phải nói là gần chết luôn ở ông ở ở bên Úc đó, rồi các nhà sư cũng vậy, rồi Đức Đức là Hồng Y Thuận, nghe là đó là những vị tu sĩ thôi. Nhưng mà những người đó là gì, những người đó có khả năng kêu gọi người dân nói lên sự thật, nói lên những cái lòng mà yêu nước, thành ra là nó sẽ dù dập, mà nghe là nó biết là những người ở miền Nam Việt Nam có khả năng, bởi vì nó là những người đó có kiến thức, cho nên nó biết được khả năng của quân đội miền Nam Việt Nam, một đánh mười, một đánh mười, chứ không phải là cái chuyện mà nghe là họ chấp nhận cái chết. Trong khi đó mình nhìn thấy những người mà nghe là ở ngoài Bắc đó, họ đi đó vì ép buộc, cho nên chính vì chỗ đó mình nhìn thấy những anh em ở trong xe tăng bị khóa chân ở trong xe tăng không được chạy, chứ đâu phải là tinh thần yêu nước của họ, họ bị Cộng áp, sản nhận lệnh của đảng là phải cột chân vào trong yes, đó. nó bắt buộc phải làm như vậy, tại vì nghĩa là không cho mày chạy. Thành ra nghĩa là bây giờ nếu mà không chạy thì sao, phải bóp cò, phải bóp cò để mà là bảo vệ cái mạng sống, như là cái mạng sống thôi không được thì phải chết. Thì mình tới đó là khi mình tới mình nhìn thấy ủa tại sao bị trói bị cột như này, họ không cho chạy. Và nghe là đó là lý do tại sao mà nghe là khi ngay cả cái cuộc chiến đó mình nhìn thấy ở ngoài miền Bắc có bao giờ nghe là có thương phế binh không, không có thương phế binh, tất cả thương phế binh đều phải bị giết hết. Trong khi đó nó Hoa Kỳ đó, bao nhiêu thương phế binh trở về về Hoa Kỳ, miền Nam Việt Nam bao nhiêu anh em nghĩa là thương phế binh, nhưng mà đặc biệt ở ngoài miền Bắc không có thương phế binh, tất cả thương phế binh đều phải bị giết hết.
Bởi vì sao? Nó là một gánh nặng sau khi mà nó là không còn chiến tranh nữa. Họ không có cái khả năng sản xuất. Thành ra bắt buộc phải giết luôn. Đó là lý do tại làm sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta cần phải hủy diệt họ, không để cho họ cai trị trên đất nước của chúng ta nữa. Tại vì họ rất là tàn ác, họ không có yêu thương. Họ sống cho họ, cha mẹ của họ, họ cũng sẵn sàng giết. Chứ không có cái chuyện gì hết. Nghĩa là họ họ nương từ cả. Họ nói những cái lời nói mà yêu thương của họ chỉ là cái đầu môi chót lưỡi, nó là ngụy thôi, chứ không không có thật. Có những cái trường hợp về này chú, là khi mà cái những cái người bộ đội ở ngoài miền Bắc đi vào trong Nam, vào chiến trường trong Nam á, thì khi mà họ chết rồi, họ chết mấy năm trời rồi mà gia đình ở ngoài miền Bắc vẫn nhận được thư đều đều mỗi năm, thì chú có thể cho con biết rằng là tại sao Việt Cộng nó có thể giả dạng mà viết thư như vậy để lừa cho gia đình biết rằng là con của họ vẫn còn sống này kia nọ, cái trường hợp là chắc chú biết mà phải không? Thật ra mấy cái bản tin mà nghe là những cái viết thư đó thì thật lòng mà nói thì chú không biết, nhưng mà chú chỉ có biết một cái là mất tích thì nghĩa là nó họ 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 không có có công bố thôi. Rồi còn cái đi vô trong Nam mà mất rồi thì cái là chưa liên lạc được, thì cứ từ từ nó không có, người cha mẹ họ không có nhìn thấy, mà người dân miền Nam thì nhìn thấy quan tài kéo về. Thật ra người dân miền Nam còn sợ chiến tranh dữ nữa, nhất là những người cha mẹ của quân nhân. Thật ra nhìn thấy ủa tại sao mà quan tài kéo 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 về, thật ra họ rất sợ. Còn ngoài miền Bắc họ không nhìn thấy được cái điểm đó, họ không nhìn thấy, cho nên là họ không biết gì hết á. Nó tự nhiên là ủa tại sao không thấy mà mất tích thôi, chỉ mất tích thôi, rồi là sau đó thì cái chuyện từ từ phôi phai rồi, cũng đâu đâu có ai mở miệng ra là tao nhốt mày, tao bắt mày. Họ rất là sợ, câm câm hết chứ không không cách gì hết. Nhưng mà sau này thì nó là chồng tôi, con tôi hy sinh, mà hy sinh ở đâu cũng không biết, thân xác ở đâu cũng không biết, luôn. Wow, con nhận ra được một cái thông tin bổ ích trong cái vấn đề con làm truyền thông rồi. Ngày hôm nay thì người trẻ ở trong nước nói chú là họ đều nói rằng bởi vì Mỹ đến Việt Nam xâm lược cho nên bộ đội Bắc Việt vào trong Nam cùng với quân giải phóng để chống Mỹ xâm lược. Thì theo chú thì nếu chú nghe chú sẽ trả lời như thế nào với các bạn trẻ này? Cái xâm lược đó ở trong cái giai đoạn nào, nhớ rằng là khi mà cái hiệp định Geneva đó, cái bà Định mà là Thùy Dương mới vừa nghe đó, khi mà ký cái hiệp định đó đó là anh là cái chủ chủ nghĩa cộng sản, anh thích cộng sản thì anh nằm có cái phần đất ở ngoài kia, nhưng bà Định bà ở lại trong Nam để thi hành cái hiệp định Geneva. Tại sao thi hành? Thi hành cái chuyện gì anh? Nếu mà thật ra bà thi hành thì bà phải ra ngoài Bắc, chứ tại sao bà ở lại trong Nam để bà thi hành? Thi hành đó là cái lệnh từ ở ngoài miền Bắc là bà phải ở lại để quấy rối ở trong Nam. Chính vì chỗ đó mới thành lập lên cái mặt trận giải phóng miền Nam năm 1960. Mà năm 1965 người Hoa Kỳ mới bước vào ở trong cái cuộc chiến để mà là ngăn chặn cái Đảng Cộng sản nó bành trướng, thì làm gì có chuyện mà là người Hoa Kỳ bước vào trong trong đất nước Việt Nam. Và cái người Hoa Kỳ đã rời khỏi Việt Nam năm 1973, thì năm 1975 Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục tấn công vào miền Nam Việt Nam. Đó là cuộc xâm lược, cuộc cướp, chứ không phải là giải phóng gì cả. Nhưng mà tại sao nó phải nói cái chuyện này ra để nó tuyên truyền trong giới trẻ rằng là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược? Tại sao theo chú thì tại sao nó phải nói như vậy? Thật ra đó thì cái kêu gọi cái tinh thần dân tộc, kêu gọi tinh thần dân tộc, mà nghĩa là cái người người Việt Nam mình là cái bản tính của con người Việt Nam là chống ngoại xâm, đúng không? Chống ngoại xâm. Khi mà kêu gọi cái tinh thần dân tộc đó đó, ai cũng, ngay cả những người lính ở ngoài Bắc cũng nghĩ là người dân trong Nam rất là khổ sở, rất là nghèo đói,
Chính vì chỗ đó bà Dương Thu Hương bà khi đặt chân tới Sài Gòn bà mới quỳ xuống bật ngửa ra bà khóc. Bà nhìn thấy là nó chúng ta đã bị lừa. Chúng ta đã bị lừa. Ngay cả những anh bộ đội bước vào ở trong trong Sài Gòn ngưỡng cửa lên, ngước cái đầu lên cái nón cối nó phải rớt xuống đất mà tại vì nhìn thấy là cái thành phố phải rất là tráng lệ thành ra nó không thể nào bằng chứng rất rõ ràng khi mà nghe là họ vào trong Nam trở ra Bắc bằng chiếc xe Honda ở trên chiếc xe Honda chở tủ lạnh tivi quạt máy chở không biết bao nhiêu đó là cá nhân của những người bộ đội còn bao nhiêu những chuyến tàu bao nhiêu những xe lửa đã chở về từ tài sản của miền Nam đi ra ngoài Bắc trong đó ngoài Bắc phải nói là nó là tan tác không còn ngay cả nó là ăn cơm á, một lon gạo á, thì là phải nắm lại một nắm để mà bỏ vô ở trong một cái saving đó một cái gì tiết kiệm để mà nó là lo cho những người mà nó là đi vô ở trong Nam bởi vì ngoài đó rất là đói trong khi đó miền Nam nó là giàu có trù phú mà nó là sống trong chiến tranh bị phá phải nói là xây cây cầu vừa xây lên là nó đập nó giật mình cho sập sập xong rồi mình bỏ tiền ra mình xây để cho nó là giao thông được tốt rồi nó giật mình nó làm đủ thứ hết trơn mà nghĩa là vừa vừa đánh vừa xây vừa đánh vừa xây như vậy mà nghĩa là đời sống người dân vẫn còn tốt bằng chứng rất rõ ràng là cái hồi ký của bà Ngọc Anh đó. Nghĩa là bà nói là mặc dù ba của bà là cái người đi ra ngoài Bắc rồi bà nghĩa là cộng sản đó nhưng mà nghĩa là bà sống ở trong Nam bà đi học bà thoải mái bà không biết cái gì hết trơn đó nghĩa là cuộc sống của bà rất là sung sướng chính vì chỗ đó mà nghĩa là cha của bà nó là muốn bà đi theo cộng sản bà không không chấp nhận được cái gì nghĩa là nó sai hoàn toàn. Dạ, con có nghe cái video đó, con có nghe cái video của cô Ngọc. Con không muốn làm người cộng sản. Dạ, cái video đó rất là hay. Dạ. Còn nhiều lắm chẳng hạn như là ở đây đó cái cuốn mà Mùa Hè Đỏ Lửa của ông nhà văn Phan Nhật Nam ông là một đại quý nhi dụ đó thật ra ba của ông Phan Nhật Nam là một cộng sản rất là một ông tướng nhưng mà nghe là đến mà khi mà nghe là nói đại để mà cứu cứu ổng ra ông Phan Nhật Nam nói no không không cần thiết tại vì cái chuyện của ba là ba nhưng mà của con là của con. Dạ, còn diệt cộng thì trả thù. Là mình nhìn thấy hai cái cách đối xử cái hành xử của con người Việt cũng là nghĩa là nói là con người Việt Nam tại vì họ nói tiếng Việt thôi nhưng mà nếu mà thật sự là con người Việt Nam đâu có hành xử như vậy Dạ. con người Việt Nam rất là nhân bản Nhưng mà từ khi nào nó lại cho rằng lính Việt Nam Cộng hòa là lính ngụy? Vì sao nó phải nói lính Việt Nam Cộng hòa là lính ngụy trong khi nó trốn, nó chui xuống hầm, nó chui xuống hang rồi ban đêm nó đi ra, ban ngày nó trốn, nó mới là ngụy. Nhưng mà tại sao nó lại nói cho bên phía lính quốc gia, bên phía Việt Nam Cộng hòa là ngụy? Tại sao vậy chú? nếu nếu mà nói cái chữ đó cho những người có kiến thức thì có ai tin không chẳng hạn như là nói như 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 Thùy Dương sao cho Thùy Dương tin nói cho những người không hiểu biết chả đại khái như bây giờ cái chuyện đơn cử như là Phạm Tuân lái máy bay rồi nghĩa là leo lên máy bay lái đậu vô tắt máy đậu ở ở trên mây rồi ngồi đó chờ máy bay của Mỹ tới rồi nổ máy bay nổ máy ra là bay ra bắn máy bay của địch thì những người không hiểu biết gì cả ngồi nghe chuyện thần thoại thì họ tin thôi đó là lý do tại sao mà họ có cái chính sách ngu dân để trị đúng không ạ họ không muốn người dân hiểu biết đó là lý do tại sao mà internet hiện giờ nó bị cấm cản nó bị nghĩa là giới hạn không cho hiểu biết nếu cho cái internet mà nghĩa là thông như ở hải ngoại thì tất cả mọi người dân được lên Google được đọc những bản tin ở ngoài hải ngoại này người dân hiểu biết hết thì những lời nói đó có hiệu lực không chắc chắn là không nghe không thì mình nhìn thấy tại sao mà nó bị phong tỏa hết tất cả những cái chuyện đó nó phong tỏa không cho tin tức gì cả nghe Con thấy
Dạ, con thấy trước năm 75 thì báo chí quốc tế, truyền thông tự do họ hoạt động rất là độc lập, họ hoạt động rất là tự do ở tại Việt Nam luôn. Nhưng mà sau năm 75 và thậm chí đến ngay bây giờ con không thấy một cái nhà báo nào của nước ngoài họ hoạt động ở tại Việt Nam cả. Con có thể nhìn thấy điều này là do gì? Ở tại Na Uy đó, là báo chí của Na Uy, cái giới mà làm truyền thông, phóng viên đó là nó có mặt ở khắp mọi nơi để mà nó đưa tin, còn ở Việt Nam là gần như con không thấy quốc tế nó nói gì về cái câu chuyện Việt Nam, trong khi mỗi ngày nó đều có những cái biến động rõ ràng, phải không chú? Nó không cho báo chí quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Cái báo chí đó, báo chí miền Nam Việt Nam cũng như là những cái ý kiến của người dân được biểu tình là góp ý cho chính quyền. Khi mà nhìn thấy được những cái sơ hở của mình, cái góp ý của người dân, những lời nói của những báo chí để xây dựng một đất nước. Khi mà ngã lại á, nếu mà ngã thằng cộng sản mà mở đường ra như vậy để mà ngã là xây dựng đất nước thì làm sao mà nó là nó cai trị được. Thành ra nó bắt buộc nó không cho. Nhưng mà cái lợi, cái ưu điểm của người quốc gia văn minh đó, thì nghĩa là họ cho biểu tình, họ nói như vậy để cho cái quốc gia của họ tiến. Đằng này nó lắc lại hết. Khi mà nó lắc lại hết, chính vì chỗ đó mà những quốc gia sống trong cái thể chế cộng sản họ nghèo đói lạc hậu. Bằng chứng rất rõ ràng, ngày hôm nay người dân ở bên Cuba, bằng chứng rõ ràng là những người dân ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, rồi ở bên Bắc Hàn, mình thấy rất là rõ ràng hai cái cai trị của thằng cộng sản và cái lãnh đạo quốc gia của những người Tây phương nó khác nhau rất là rõ. Nên ngày hôm nay mình nhìn thấy đó, ngày xưa đó mình cho cái là ai muốn nói gì nói, biểu tình nhiều, ngay cả cái là Phật giáo kéo xuống đường làm rùm beng hết. Bây giờ có ông thầy nào dám mở miệng không? Chẳng những mở miệng ra là phải cúng vàng nha, cúng vô cho nó giữ. Thì lúc đó mà cái chỗ đó là cái chỗ kinh tài của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người dân lại không biết. Kinh tài của cả Đảng Cộng sản Việt Nam mà nó lợi dụng được, cái là ok, nghĩa là các anh nghĩa là có tu phải không, có chờ có phước ở sau này đúng không, cúng tiền vô đưa tiền đây, thành ra là nó lòn tiền qua phía bên này. Chỗ đó là những tổ nghĩa là kinh tài cộng sản phải nói thứ dữ đó, mà người dân cũng không biết, không nhìn ra. Cái trách nhiệm của mình khi mà mình biết được những đó, mình cố gắng làm sao với cái khả năng của Thùy Dương, có cái khả năng và về sư phạm đó, thì nói chuyện mềm mỏng hơn, cho nó nhỏ nhẹ hơn để cho người ta hiểu nha. Người ta hiểu rồi lúc đó là người ta sẽ hiểu được những chuyện đó, người ta sẽ không làm, chúng ta sẽ thành công thôi, vậy thôi. Với việc ông con nhỏ nhẹ không được chú ơi, con không No, nhẹ no, 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 no. Khoan khoan. Ở đây đó, nói chuyện với người dân ở trong trong nước. Người dân ở trong nước sống dưới chế độ cộng sản để cho họ hiểu. Còn đối với người cộng sản không có nương tựa. Mình nói thẳng luôn, đừng có ngại ngùng nói là tại sao mà dùng từ ngữ có vẻ là chợ búa quá, nghĩa là chú chấp nhận luôn. Chú nói chuyện nói thẳng ra là nếu mà đối đầu là chú dùng từ ngữ chợ búa, nhưng mà nói chuyện với người dân, những người mà muốn hiểu biết thì mình cố gắng làm sao nhỏ nhẹ, mình làm sao tìm những từ ngữ thật là dễ hiểu, nói mà người ta phải hiểu, nói một người ta phải hiểu 10, thì lúc đó là mình là những người thành công. Dạ, con thấy chú biết không, lúc mà con mới rời Việt Nam, con đi ra nước ngoài á, thì lúc đó con người của con nó kiêu căng lắm chú, con cũng không biết tại sao mà con rất là kiêu căng, mà con cái kiểu con cái mặt con hất hất lên trời, giống như con nghĩ ôi mình là một nước nhỏ nhưng mà mình đã đánh thắng được Mỹ, đánh thắng được Pháp, và đồng thời là trên thế giới họ cảm ơn Bác Hồ. Cái lúc đó mình ra mình vẫn còn cái tư tưởng mình nhỏ nhưng mà cả thế giới phải ngưỡng mộ tại vì mình có Bác Hồ đó. Thì bây giờ con thấy nhiều người trẻ ở trong nước họ đi ra, họ trong nước họ rất là ngạo mạn, không hách đó.
Cái họ ra đây một thời gian, bắt đầu cái họ xìu xuống, họ xìu xuống, tại ra họ đây họ thấy được rằng là họ không có giỏi hơn so với những người ngoài đây. Thì chú cho con biết được cái hậu quả của vấn đề tuyên truyền một chiều và truyền thông không đúng, truyền thông mà gọi là sai sự thật, nó để lại những cái hậu quả gì cho người Việt sống ở trong nước cũng như là sau này họ sẽ ra nước ngoài. Bây giờ cái hậu quả đó, cái hậu quả cho đất nước của Việt Nam, cho chúng ta đó, thì bằng chứng rất rõ ràng đó là trước năm 1975, người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam nha, nói rõ ràng đó, người dân của miền Nam Việt Nam đi bất kỳ một quốc gia nào, không có một cái quốc gia nào mà họ khinh thường. Ngày hôm nay là một đất nước từ Bắc xuống tới Nam, đúng không ạ? À? Được coi là thống nhất, được coi là văn minh, được coi là như thế này thế nọ, nhưng mà bước ra họ hỏi, nghe tới tới hai chữ Việt Nam, người ta phải biết tiếng Việt là coi chừng nó ăn cắp, thấy sợ không? Thành Sợ. ra cái là đó, đó là cái mà thành ra khi mà nói như vậy đó là sỉ nhục cả một cái tập thể của dân tộc Việt Nam. Thì các anh cho các anh yêu nước ở chỗ nào? Một thằng chệt nó đi ra nó phun nước miếng rầm rầm, nó quăng rác tùm lum tà la, thì người ta nhìn nó, ồ trời ơi, cái thằng chệt thì nó làm gì, nó đi đâu mà nó phun nước miếng tùm lum tà la. Tức là cả một cái tập thể của Đảng Cộng sản Trung Cộng bị chê bai. Thì ngày hôm nay những hành động của người Việt Nam ngày hôm nay sống dưới cái chế độ Cộng sản mà không có ý thức được, thành ra khi mà nghe nói tới hai chữ Việt Nam đi ra là người ta bắt đầu người ta né né. Nhưng mà cũng có nhiều người ta nói, ủa tại sao cái người Việt Nam này nó khác hơn người Việt Nam kia, hỏi ra nói, ô những người này là những người tị nạn cộng sản, nó rõ ràng luôn nha, nó rõ ràng luôn. Thành ra nó có bây giờ ở ngoài nước ngoài họ phân biệt được, họ nhìn thấy được. Thành ra đó là lý do tại sao có một vài quốc gia họ nói, ngay cả ở trong đất nước Việt Nam họ còn biết được ngay cả cái vùng nào họ nghĩa là làm nghĩa là bậy nhiều nước đó, trong đó 3 4 tỉnh, thấy rõ ràng không? À, đó là cái lý do nghĩa là đừng có ở trong nước, đừng có mở miệng ra nói là nghĩa là yêu dân tộc yêu đất nước gì cả. Yêu dân tộc yêu đất nước, hãy làm sao cho người dân tộc mình đất nước mình hãnh diện đi ra ngoài, người ta nhìn, ô anh là người Việt Nam hả, tôi thấy anh rất là văn minh, anh rất là nghĩa là hiếu khách, anh rất là nghĩa là đàng hoàng. Còn đằng này nghĩa là đi ra thì người ta cứ bo bo, người ta cứ ôm ôm cái bóp, người ta sợ bị giật thôi chết rồi. Thì yêu nước ở chỗ nào? Yêu nước chỗ nào? Con cảm ơn chú Ngọc Hồi. Ngày hôm nay thì hai chú cháu mình đã sử dụng thời gian 1 tiếng 12 phút. Lịch sử Việt Nam thì còn dài, còn nhiều trường kỳ kháng chiến. Con hy vọng rằng là chú Ngọc Hồi sẽ sắp xếp thời gian trong những thời gian tới chú Ngọc Hồi lên diễn đàn để chia sẻ thêm cùng với tụi con. Ok. Ờ, như này thay vì tính theo cái thời gian mà ở bên Việt Nam mà Thùy Dương muốn cho người ở trong nước mà nghe live hay là nghe là gì đó, thì nghĩa là chú có thể sắp xếp cái thời gian ở bên này, ở tại miền Nam California này ở bên Mỹ đó, thí dụ như là khoảng 7 8 giờ sáng, thì ở bên Na Uy của Thùy Dương là khoảng 4 5 giờ chiều, ở bên Việt Nam thì khoảng 8 9 giờ tối. Đó là cái thời gian tốt nhất, thành là chú có sẵn sàng để mà nghĩa là thức thức thêm chút xíu, thay vì nghĩa là chú đâu có cần phải make up đâu, thành ra chỉ có Thùy Dương phải make up thôi, đúng không? Đúng không? Nó đâu cần làm đẹp đâu, già quá rồi làm đẹp gì nữa. Thì nếu mà vậy thì bên con, nếu bên con là 4 giờ chiều á thì bên Việt Nam là 9 giờ tối. Thì không biết cái giờ đó thì bên chú mấy giờ thì con không biết, bên Việt Nam là 9 giờ tối đó chú, tại vì Ừ. Thì đó giờ bên này khoảng khoảng 7 giờ sáng, ta 8 giờ sáng, ok hết, không sao hết thì nha. cỡ khoảng 5 5 giờ chiều á, 5 giờ chiều bên con thì bên bên chú cũng khoảng 9 giờ 9 giờ sáng thì nó đỡ đỡ Dạ. hơn để Thì đó, ok nha. Đang là cố gắng mình chỉ có góp ý ở đây nha, nói thẳng ra là chỉ góp ý lên. Nếu mà những người dân ở trong nước nghe những cái góp ý này mà mình nhìn thấy được, mình có thể áp dụng cho cái phần nào ở trong cái đời sống của mình để mà nó là đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà không ảnh hưởng tới vấn đề an ninh của mình,
thì mình lựa đó để mà mình áp dụng, rồi để mà đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái hữu hiệu nhất á, làm sao bao vây cái kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam để cho tụi nó khó khăn, thì lúc đó là cái cơ hội mình có nhiều, có nhiều. Chứ còn mình là vũ trang thì cũng không có được tốt, Thực không được sự ra tốt mà mình không có khăn. nói tới khúc này thì con hơi khó hiểu ở chỗ là chú nói mình bao vây kinh tế, nhưng mà thực sự ngày hôm nay đâu có cần mình bao vây kinh tế đâu, nó để cho dân thiếu nước kìa. Dân bây giờ phải đứng ngồi lấy từng thau nước như vậy này chú, dân Đó sao mà đó chịu. đó 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 đây là những cái mà nó là cái chỗ đó là những cái điểm mà nó là Thùy Dương phải chia sẻ đó, để chỉ rõ cho người người dân ở trong nước thấy được cái khả năng lãnh đạo của cái đám cầm quyền ở trong nước. Bây giờ người dân đang khi thiếu nước, bây giờ nó là các ông đang cai trị một đất nước, các ông giải quyết như thế nào cho người dân? Mình phải dạch rõ cho người dân thấy được cái bất tài vô tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam nha. Trong khi đó đó, thí dụ như là những cái chuyện mà mình bao vây chẳng hạn, bây giờ không phải là mình ác, mình không có thương những người dân của mình đang khổ sở trong nước, những cái lúc mà nghèo nàn, những cái hình ảnh mà của những cháu nó phải đu dây như là tặc răng đi qua bên kia sông để mà đi đi học đó, không thể nào mà mình bỏ tiền ra để mà mình xây cái cầu. Cái đó, cái điều đó, mình bỏ tiền ra mình xây một cái cầu đi con cháu mình nó đi đó, đó là cái điều tốt. Nhưng mà nó đi bên cạnh đó đó là mình vô tình tiếp tay cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nó ô cái chuyện này mấy người ở hải ngoại lo được, thành ra Đảng Cộng sản không cần phải lo. Bây giờ để cho cái người mình phải dạch ra cái đó để cho người dân đứng lên, tại sao các anh là những người lãnh đạo trong đất nước Việt Nam mà các anh không làm được cái việc này để cho những người dân, nghĩa là họ đi làm cực khổ ở ngoài mà họ gửi tiền về để làm những chuyện này. Mình phải vạch ra những cái chuyện này cho người dân hiểu, cho người dân hiểu. Thì khi một khi người dân hiểu, người dân sẽ đòi hỏi, mà người dân đòi hỏi thì người dân sẽ tự động cái thôi ngày hôm nay tôi cúp điện, nó là như vậy. Con thấy có người nói với chú là Ních Thị Trinh Lê, chắc cái chị của mở mà chị lên chị nói à mà cái tự nhiên có một thằng Việt Cộng vô nói ba que đồ, chú nhớ không? Cái diễn đàn của mình nó xáo trộn đó chắc chị. Thì chị nói là chào em Thùy Dương và chú, nếu ngày mai chú rảnh mời chú lên diễn đàn Niềm Tin Nước Việt lúc 8 giờ tối Việt Nam ở châu Âu, lúc 3 giờ chiều chú lên diễn đàn chia sẻ, rất cảm ơn chú. Nào, chỉ mời chú lên 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 diễn đàn Niềm Tin Nước Việt, chú biết diễn đàn này không? Cũng chưa, để chút xíu nữa coi coi nếu mà được thì đánh cái chữ Niềm Tin Nước Việt ở trong cái YouTube coi coi, coi tìm thế nào cũng cũng tìm ra thôi. Nhưng mà là nhân cái chuyện mà nhắc tới cái cô đó đó thì tôi nói như thế này. Cái này riêng cá nhân tôi thôi nha, riêng cá nhân tôi thôi. Thì như nãy tôi chia sẻ đó, đối với người dân thì tôi nói chuyện rất là nhỏ nhẹ nha. Tôi nếu mà mình đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mình bình tĩnh, càng bình tĩnh thì lúc đó đó mình cái thành công của mình nó nhiều hơn, cao hơn. Nhưng mà nghĩa là khi một khi mà đối đầu lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, những thằng mà nghĩa là những cái con mà nghĩa là nó phải nói nó sắc máu quá đó, nó sắc máu quá đó, thì ok hết, mình có thể mình chơi cái hàng chợ búa cũng được, không sao cả. Bởi vì có nhiều cái level lắm, những cái đám mà anh em giang hồ cũng có thể nghe theo cái lối giang hồ của mình, những thành phần trí thức có kiến thức họ nghe theo cái lối kiến thức, thành ra ở cỡ nào cũng có, nghe nhạc vàng cũng được, nghe nhạc sến cũng được, mà cũng có khán giả, không sao hết, ok, không sao hết. Có bạn hỏi chú nè, những năm 2000 con vẫn còn nghe hàng xóm bàn về cộng sản, nhưng ngày nay lần 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 thì không nghe thấy nữa, tại sao vậy chú? Làm sao để nghe trở lại cho quen? Câu hỏi này hơi khó hiểu. Nhưng mà họ nói rằng bây giờ người ta không có bàn tới cộng sản nữa, nhưng mà những cái thời gian trước người ta bàn nhiều. Thật ra đó thì cái từ cộng sản, từ Việt Cộng đó, ngày hôm nay đó
cái nó đã thay đổi cái từ đó thôi, nhưng mà cái bản chất của nó còn y nguyên, không có thay đổi gì cả. Nhưng mà nói cái từ Việt cộng để cho phân rõ cái làn ranh của cái đám, nghĩa là phải nói là cướp núi. À, theo 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 cái từ ngày xưa đó, cái đám nó là đám đám thổ phỉ, thì nó để cho phân rõ. Thì nó đối với tôi đó, thằng Việt cộng nó chỉ biết nói tiếng Việt nhưng mà nó không rành tiếng Việt, nó không phải là người Việt Nam. Đó là cái suy nghĩ của tôi, cái nhận của tôi, nghĩa là về cái con người của thằng Việt cộng. Nó chỉ biết nói tiếng Việt mà nói tiếng Việt không rành. Đúng Tại vì rồi. nếu mà nó nói tiếng Việt rành, nó không dùng những từ ngữ mà nghĩa là không ai hiểu biết gì cả. Văn văn tự của miền Nam Việt Nam rất là rõ ràng, không có cái chuyện gì hết. Thành ra ngày hôm nay mình dùng, nghĩa là nếu mà nó trở thành cái thói quen, thành ra nếu mà nó thói thói quen, thành ra nếu mà mình dùng sai á thì cố gắng cho nó sửa, đừng có đi vô cái thói quen mà nó sai cái chữ đó thôi, chứ cũng không có gì làm cho khó chịu lắm. Nhưng mà mình cố gắng làm sao để cho nó là tụi nó đừng có xóa đi cái văn hóa của cái miền Nam Việt Nam mình vậy thôi. Ở như ở miền Nam Việt Nam làm gì, cho đến ngày hôm nay tôi chỉ sống ở trong cái dư âm thôi, làm gì còn có nghe hai chữ mình ơi của miền Nam, đúng không? Làm sao có được, rồi làm sao mà bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói trời ơi, làm sao mà nhìn thấy được một một cô em đội nón lá mặc chèo ghe, mà mặc cái quần Mỹ A mà nó hơi bóng bóng, đứng chèo ghe chứ làm sao có được. Tôi đã cứ ngồi cứ nghĩ hoài nó, bởi vì bà xã chú nói là cứ mơ về Việt Nam hoài. Đó, cái hình ảnh tôi từ hồi nhỏ lúc mà còn còn trai trẻ mà cái là mơ mơ đó, màng màng cái kiểu đó sống, thành ra nhiều khi thấy cũng giống hơi khùng khùng điên điên. Mình hoài Thật vọng đi. Dạ mình hoài con cũng vậy mà, nhiều khi con cứ ngồi ra đó năm 2000 đó, quay về ở trong nước một lần, đùng một cái đó đang đi rồi cái cơn mưa nó đổ xuống, cái hơi mà ẩm của nước nó bốc lên đó. Trời ơi, nó nhớ tôi, nó ủa cái hình ảnh này của mấy mươi năm về trước, lúc mà mình ấy tay nó bốc lên cái hơi nóng, đúng rồi. nó chỉ đó rất là đơn giản. Dạ đúng rồi, con cũng vậy đó. Mình nó có những cái mùi hơi, cái mùi hương của nó làm mình nhớ cái mùi cỏ đó chú, mùi cỏ non á. Trời ơi, ở cái mùi hương Rồi của rồi 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 cái đi đi công tác ấy, đi về đi ghé vô cái quán bò giò viên, mà cái ngồi bên cạnh cái bò giò viên, cái nồi nước lèo nó bốc hơi nó nóng nóng đó. Nó ủa tại sao bây giờ mình không còn đứng những cái hình ảnh đó, nó đâu có gì xa xỉ lắm đâu, nó rất là đơn giản nhưng mà mình không tìm không ra được nữa. Nó kể như là thôi bây giờ nhút nỗi nhớ nó vào bên trong. Dạ con cảm ơn chú Ngọc Hồi rất là nhiều. Dạ còn nhiều cái phần mà con muốn hỏi lắm, giờ con không thể ngồi nổi 6 tiếng như hôm bữa nữa, con chết mất. rồi thôi thì một lần nữa là cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều, đã tin tưởng mà là hỏi những cái tin tức mà chú được biết đó. Thì chú sẽ cố gắng, nếu mà cái phần nào mà chú biết thì chú góp ý, còn phần nào mà là chú góp ý mà sai thì chú cũng hy vọng rằng tất cả những người mà đang nghe ở trên cái diễn đàn của Thùy Dương đó phụ với tôi để góp ý làm sao cho nó trong sáng hơn cái cuộc sống của người dân Việt Nam, làm sao để cho đất nước mình hồi phục lại, để cho con cháu của mình sau này nó không có hổ thẹn là nói ông cha tôi sao ngày xưa nó dở quá trời là dở, để cho tôi phải khổ sở đến ngày hôm nay nhé. Con Rồi, cảm một lần nữa cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều. Chào dạ tạm biệt tất cả mọi người nha. dạ chào chú Ngọc Hồi, bye bye chú. Dạ thì Dương thấy có anh Hải Dương chat C anh có bình luận như thế này nè, khi số người phản đối đủ lớn thì nhà cầm quyền không thể đàn áp được. Bây giờ mình để đi đến cái chỗ mà cái số người phản đối đủ lớn thì chắc cũng một chặng đường dài, và ở đó anh Hải Dương Chessy phải dành thời gian nhiều lên diễn đàn của em nha. Hồi nãy giờ năn nỉ dụ dụ để lấy cái địa chỉ, anh nói là anh gửi nhiều cho Thùy Dương qua
qua Messenger, nhưng mà Thùy Dương không biết, cho nên là nhiều quá, cho nên là bây giờ phải vô phải mò lại coi anh Hải Dương Jesse là nhân vật nào. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe phần chia sẻ của chú Ngọc Hồi. Rồi xin chào quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Thùy Dương sẽ trở lại sau. Bye bye quý vị.